Nhằm chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện bước vào năm học mới, Hội khuyến học huyện Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức lễ trao học bổng Phạm Văn Trà. Tại buổi lễ, Hội khuyến học huyện Cờ Đỏ đã trao tặng tổng số 115 suất học bổng từ Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Được biết, công tác khuyến học khuyến tài luôn được huyện Cờ Đỏ quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Hiện nay huyện tập trung quy động mọi nguồn lực nhằm chăm lo hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các em có cơ hội tiếp tục đến trường.